Thưa quý vị và các bạn, theo các nguồn tin phương Tây, Israel đã phát động cuộc tấn công vào căn cứ không quân Iran ở Isfahan nhằm đáp trả cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay, bay không người lái của Iran vào Israel đêm 13 tháng 4. Tuy nhiên, truyền thông và chính giới Iran đã chính thức bác bỏ thông tin nói rằng nước này vừa bị tấn công tên lửa. Trong một tuyên bố ngắn được các nguồn tin khu vực trích dẫn, Hội đồng An ninh Quốc gia Iran khẳng định không xảy ra bất kỳ cuộc tập kích tên lửa nào từ bên ngoài vào nước này trong sáng 19 tháng 4. Cùng lúc nhiều nguồn tin Iran nói rằng những tiếng nổ lớn trên bầu trời thành phố Isfahan hồi sáng sớm 19 tháng 4 là của tên lửa phòng không Iran khi thực hiện đánh chặn một số vật thể bay tình nghi, trong đó một số nguồn tin chỉ rõ các vật thể bay bị đánh chặn là ba máy bay không người lái dường như là của Israel. Đây là động thái mới nhất của Israel trong trụ cột chiến lược răn đe quân sự của nước này. Trong đó, Israel tiến hành đáp trả mọi động thái tấn công của kẻ thù bằng một đòn tấn công mạnh mẽ tới mức đối phương sẽ không dám làm điều đó một lần nữa. Tuy nhiên, chiến lược răn đe của Israel không phải lúc nào cũng thành công. Thể hiện rõ ràng trong cuộc tấn công của Hamas vào miền nam nước này ngày 7 tháng 10 năm 2023. Trước đó, tình báo Israel vẫn tin rằng Hamas đã bị răn đe sau cuộc chiến năm 2021 và không còn muốn gây chiến. Đòn phản công mới đây của Israel cũng có thể sẽ không hiệu quả trong việc răn đe Iran và thậm chí gây ra nhiều hậu quả hơn. Trước hết, việc tấn công Iran có thể khiến cho Israel mất đi sự ủng hộ ít ỏi còn sót lại từ các đối tác trong khu vực và trên thế giới Cuộc đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của Iran vào tối 13 tháng 4 được tiến hành cùng với Mỹ, Anh, Pháp và Jordan đã giúp nước này có được sự ủng hộ và cảm thông bất ngờ từ phương Tây sau nhiều tháng bị quốc tế cô lập vì cuộc chiến ở Gaza. Với sự hỗ trợ của liên minh bốn nước, vụ tấn công chỉ gây thiệt hại nhẹ cho Israel. Đêm 13 tháng 4, Iran đã tấn công Israel và tung ra hơn 300 tên lửa các loại. Mối đe dọa từ Iran đã được hóa giải bởi thế thượng phòng về công nghệ và phòng không của lực lượng phòng vệ Israel, cùng với một liên minh phòng thủ mạnh mẽ, cùng nhau ngăn chặn hầu hết các mối đe dọa. Chúng tôi đã ngăn chặn 99% các mối đe dọa hướng tới lãnh thổ Israel. Đây là một thành tựu chiến lược rất có ý nghĩa. Liên minh này hoạt động dưới sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, đơn vị giám sát các lực lượng Mỹ trong khu vực Trung Đông. Mỹ đã hợp tác chặt chẽ với Israel và một số nước Ả Rập để thành lập một liên minh đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Đơn cử Jordan, dù là một quốc gia có dân số chủ yếu ủng hộ Palestine, nhưng đã tham gia nỗ lực này và gọi việc tham gia này là để tự vệ, có dấu hiệu cho thấy Ả Rập Xê Út, quốc gia không có quan hệ chính thức với Israel, cũng hỗ trợ nước này. Bản đồ do Israel công bố cho thấy nhiều tên lửa của Iran đã bay qua không phận Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, sự ủng hộ ngầm của các quốc gia Ả Rập không có nghĩa là họ mong muốn Israel phản công lại Iran. Đặc biệt là Ả Rập Xê Út và Jordan, dù hai quốc gia này không ủng hộ việc Iran tấn công Israel, nhưng họ cũng không muốn tiếp tay cho một hành động sẽ bị Iran coi là mang tính thù địch hơn nữa các quan chức mỹ cho biết tổng thống joe biden đã nêu rõ với thủ tướng israel benjamin netanyahu rằng washington sẽ không tham gia vào bất kỳ hành động tấn công nào chống iran và tổng thống biden đã nói rất rõ ràng với ông netanyahu rằng israel phải suy nghĩ cẩn thận và có chiến lược về những rủi ro khi leo thang tình hình có vẻ những đề xuất của ông biden chưa đủ để thuyết phục israel hoàn toàn Rõ ràng theo nhiều nguồn tin mở, Tổng thống Joe Biden đang tìm cách thuyết phục Israel chấp nhận chiến thắng chiến lược sau khi đã hợp tác với Mỹ. Các đối tác Ả Rập trong khu vực cũng như các đối tác châu Âu để bắn hạ 99% những gì Iran đã bắn vào cuối tuần qua. Điều đó có thể được xem là một thành công vang dội đối với khả năng của Mỹ trong việc khai thác sức mạnh quân sự của chính mình, cũng như của các đối tác trong khu vực và quốc tế để vô hiệu hóa khả năng quân sự của Iran. Rõ ràng giới lãnh đạo và quân đội Israel tin rằng điều đó không đủ để ngăn chặn một hành động tấn công tương tự xảy ra lần nữa, và vì vậy cuộc tấn công mới đây nhất đã xảy ra vào sáng sớm 19 tháng 4 hậu quả thứ hai cấp bách hơn đối với israel nói riêng và toàn khu vực nói chung là nguy cơ gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực không bên nào sẵn sàng thỏa hiệp vì sợ sẽ cho thấy mình yếu đuối trước đối thủ nhưng khi hai nước tìm kiếm biện pháp răn đe lớn hơn theo giới quan sát nguy cơ họ tính toán sai lầm và leo thang căng thẳng vượt qua giới hạn sẽ tăng lên trước vụ tấn công của israel tư lệnh Ahmad Talab của Quân đoàn An ninh và Bảo vệ Trung tâm Hạt nhân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã cảnh báo rằng Iran sẽ trả đũa mạnh mẽ nếu Israel triển khai hành động khiêu khích. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hussein Ami Abdullahian cũng tuyên bố nếu Israel thực hiện thêm bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Iran, Tehran sẽ đáp trả ngay lập tức và ở mức tối đa. Trong khi lực lượng Hezbollah không tham gia vào đòn tấn công vào ngày 13 tháng 4 của Iran, một đòn phản công tiếp theo có thể lôi kéo Hezbollah vào vòng xoáy. Nhóm ở Liban này có kho vũ khí mạnh hơn nhiều so với Hamas và có khả năng gây ra thiệt hại đáng kể đối với Israel. Khoảng 60.000 công dân ở miền Bắc Israel đã buộc phải sơ tán do các cuộc giao tranh đang diễn ra với Hezbollah. Giao tranh khốc liệt hơn có thể sẽ buộc họ phải rời bỏ quê hương xa hơn và lâu hơn. Một cuộc xung đột trực tiếp cũng khiến quân đội Israel bị căng thẳng hơn nữa, dẫn đến việc nước này mất tập trung vào Gaza và cản trở phát triển kinh tế vốn đã mệt mỏi vì xung đột. Israel đã tấn công Iran vì theo lý lẽ chúng tôi buộc phải làm thế. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phản ứng, nhưng đây không phải là cách chúng tôi muốn. Chúng tôi muốn quay lại cuộc sống thường ngày của chúng tôi, chạy bộ, sống hết mình, không còn chiến tranh nữa, quá đủ rồi. Tôi rất buồn vì Israel đã tấn công Iran và tôi lo sợ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, điều gì sẽ xảy ra ở Israel. Tuy nhiên, thực tế động thái của hai bên xoay quanh cuộc tấn công mới đây của Israel cho thấy sự kiềm chế đáng kể. Trước đó, Israel đã ra tín hiệu rằng bất cứ điều gì họ làm sẽ nhằm ngăn chặn tình hình an ninh khu vực trở nên tồi tệ hơn. Các báo cáo chúng tôi đang nhận được có rất nhiều báo cáo cho thấy đây là đòn phản công đã kiểm chế nhằm chứng minh rằng Israel có khả năng tấn công bên trong Iran và tấn công các mục tiêu tương đối nhạy cảm. Có một loạt mục tiêu mà Israel có thể tấn công ở Iran trong vùng lân cận Isfahan, bao gồm một số phòng thí nghiệm nghiên cứu hạt nhân, cơ sở hạt nhân Natan ở gần đó, cũng như các cơ sở sản xuất máy bay không người lái và các tên lửa đạn đạo tiên tiến khác. Họ chọn mục tiêu này có lẽ vì nó không nằm trong số đó và có thể chứng minh rằng mặc dù Israel có khả năng tấn công những mục tiêu nhạy cảm hơn, nhưng họ sẽ không làm điều đó bây giờ ở phía đối lập iran đã công bố một đoạn video cho thấy sân bay isfahan đã quay lại hoạt động bình thường một nguồn tin tình báo khu vực cho biết iran dự kiến không đáp trả các cuộc tấn công nhưng không đưa ra lý do các quan chức chính phủ iran cho đến nay vẫn tìm cách giảm nhẹ tác động của vụ tấn công Truyền thông nhà nước Iran dường như đang hạ thấp ảnh hưởng của cuộc tấn công nói rằng một số máy bay không người lái nhỏ đã bị phòng không Iran chặn trên bầu trời isfahan điều đó cho thấy rằng Iran đang tìm cách xuống thang giảm thiểu tác động của cuộc tấn công và có thể quay trở lại hạn chế căng thẳng từ đây vâng thưa quý vị và các bạn đòn phản công của israel hướng vào iran có nguy cơ dẫn đến những hậu quả khôn lường cả về đối ngoại và quân sự đối với nhà nước do thái dù rằng những thông tin mới nhất cho thấy cả hai bên đang có xu hướng kiềm chế hành động trong tình hình xung đột vẫn đang tiếp diễn tại giải gaza và ở biên giới phía bắc israel với hezbollah căng thẳng giữa israel và iran không có dấu hiệu sẽ chấm dứt hoàn toàn trong tương lai gần thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin tức ngày hôm nay của chúng tôi về tình hình căng thẳng tại khu vực trung đông cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các chương trình sau